Kính chào quý vị, rất vui được gặp lại quý vị trong chương trình Hòa nhịp phát triển của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Hôm nay Chủ nhật ngày 31 tháng 5, chương trình có những nội dung đáng chú ý. Huyện Côn Đảo hỗ trợ sửa chữa nhà cho đối tượng chính sách. Đề án mua sắm ngư lưới cụ hỗ trợ ngư dân phát triển kinh tế. Thành phố Vũng Tàu đảm bảo an toàn cho du khách tắm biển. Câu chuyện đất và người Bà Rịa Vũng Tàu hôm nay, mời quý vị cùng đến xã Long Sơn, thành phố Vũng Tàu để tìm hiểu về tập tục mặc áo bà ba đen của người dân nơi đây. Ghi nhận tại huyện Côn Đảo sẽ mở đầu phần thông tin địa phương trong chương trình Hòa nhịp phát triển trưa nay. Quan tâm hướng dẫn thực hiện hồ sơ thủ tục để các hộ gia đình chính sách địa phương được xét hỗ trợ sửa chữa nhà, đảm bảo việc hỗ trợ và tiến hành sửa chữa nhà được thực hiện theo đúng quy định. Đây là chỉ đạo của lãnh đạo huyện Côn Đảo tại cuộc họp xét sửa chữa nhà ở cho đối tượng chính sách trên địa bàn huyện vừa diễn ra. Tại cuộc họp bình xét sửa chữa nhà ở cho đối tượng chính sách trên địa bàn huyện, đại diện Phòng Nội vụ Lao động Thương binh và Xã hội huyện Côn Đảo đã thông qua danh sách các hộ gia đình chính sách đề nghị xét sửa chữa nhà ở trên địa bàn huyện. Trên cơ sở báo cáo hiện trạng nhà ở của hai đối tượng chính sách có nguyện vọng sửa chữa nhà ở, các thành viên tham dự cuộc họp đã xem xét, đóng góp ý kiến và thống nhất kinh phí hỗ trợ sửa chữa nhà cho ông Hồ Văn Thắng, ngụ khu dân cư số 1, và ông Võ Đình Thiều, ngụ khu dân cư số 6 với tổng số tiền trên 30 triệu đồng. 200 cán bộ, hội viên phụ nữ, nông dân, chữ thập đỏ, đoàn thanh niên, tình nguyện viên và ban điều hành 9 khu dân cư trên địa bàn huyện Côn Đảo vừa tham gia lớp tập huấn kiến thức về truyền thông vận động hiến máu tình nguyện. Chương trình tập huấn do Hội chữ thập đỏ tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu phối hợp với Hội chữ thập đỏ huyện Côn Đảo tổ chức. Tham gia lớp tập huấn kiến thức về truyền thông vận động hiến máu tình nguyện, cán bộ, hội viên, tình nguyện viên tại huyện Côn Đảo đã nghe báo cáo viên đến từ Bệnh viện Chợ Rẫy thành phố Hồ Chí Minh truyền đạt những thông tin về tình hình hiến máu tình nguyện trên toàn thế giới, phong trào hiến máu tình nguyện ở Việt Nam và trên địa bàn tỉnh, kiến thức về an toàn truyền máu, quyền lợi và trách nhiệm của người hiến máu, kỹ năng tuyên truyền vận động hiến máu tình nguyện tại cộng đồng, công tác chăm sóc quản lý người hiến máu. Cũng nhân dịp này, Hội chữ thập đỏ tỉnh đã phối hợp với công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại sản xuất Thịnh Long, thành phố Vũng Tàu trao tặng 50 suất học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng. Huyện Đất Đỏ sẽ là điểm đến tiếp theo. Thưa quý vị, trong nhiệm kỳ 2015-2020, tốc độ tăng trưởng sản xuất của xã Phước Hội, huyện Đất Đỏ bình quân đạt gần 12,3%, tăng trên 6% so với nghị quyết. Thu nhập bình quân đầu người năm 2020 ước đạt khoảng 60 triệu đồng. Hoạt động thương mại dịch vụ của xã tiếp tục phát triển, với giá trị ước đạt 731 tỷ đồng, tăng 63% so với nghị quyết. Đó là nội dung nổi bật của báo cáo chính trị trình bày tại Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Phước Hội lần thứ 12 vừa diễn ra. Đây cũng là đảng bộ cơ sở cuối cùng của Đảng bộ huyện Đất Đỏ tổ chức đại hội đảng. Đảng bộ xã Phước Hội huyện Đất Đỏ hiện có 214 đảng viên đang sinh hoạt tại 10 chi bộ trực thuộc. Nhiệm kỳ 2015-2020, đảng bộ xã đạt kết quả nổi bật trên nhiều lĩnh vực kinh tế. Hầu hết các chỉ tiêu đều đạt và vượt nghị quyết đề ra. Văn hóa xã hội được quan tâm, phong trào văn hóa văn nghệ thể dục thể thao phát triển mạnh mẽ. Tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 0,26%. Công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị được tăng cường. Hiệu lực, hiệu quả, hoạt động quản lý nhà nước chuyển biến tích cực. Khối đại đoàn kết toàn dân tộc được củng cố vững chắc. Đại hội đã bầu ban chấp hành đảng bộ xã Phước Hội lần thứ 12, gồm 11 thành viên và thông qua nghị quyết nhiệm kỳ 2020-2025 với mục tiêu tăng cường sự lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, nâng cao đời sống nhân dân, đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp, ứng dụng công nghệ cao gắn với thương mại dịch vụ. Phấn đấu xây dựng Phước Hội thành xã nông thôn mới kiểu mẫu vào năm 2025. Thưa quý vị, nhằm hỗ trợ cho ngư dân nâng cao hoạt động đánh bắt hải sản, gắn khai thác, bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản. Từ năm 2016, thị trấn Phước Hải, huyện Đất Đỏ đã triển khai đề án mua sắm ngư lưới cụ, giúp cho các hộ ngư dân gia vốn đầu tư mua sắm thêm phương tiện sinh kế, qua đó góp phần nâng cao đời sống của hội viên nông dân. Gia đình ông Trần Thạch Hoàng, ngư dân thị trấn Phước Hải, huyện Đất Đỏ làm nghề lưới thúng khoảng chục năm trở lại đây. Do điều kiện kinh tế gia đình không dư giả nên việc đầu tư mua sắm ngư lưới cụ đánh bắt hải sản bị hạn chế, thu nhập vì thế cũng không cao.
Qua tìm hiểu hoàn cảnh hội viên, đầu năm 2019, Hội Ngư dân thị trấn đã giới thiệu ông Hoàng vay 25 triệu đồng từ Quỹ hỗ trợ nông dân tỉnh để đầu tư mua sắm lưới cụ, qua đó cải thiện phương tiện đánh bắt hải sản, từ đó nâng cao thu nhập. Cái mà mình lúc trước thì cũng có đi ghe nhưng mà thấy nó hơi khổ quá, không bằng nghề thúng. Thúng giờ nó phát triển, thấy vậy mình đi làm qua, và cha con làm thấy nó cũng có hiệu quả hơn, mà cũng nói chung là không có vốn. Nhà cái vốn của hội nông dân đồ là cho mình quay chút đỉnh, vào đầu mình mới là làm cho được cái kinh tế gia đình thì sống nó cũng đỡ hơn lúc trước nhiều. Gia đình anh Nguyễn Thanh Phương, ngư dân thị trấn Phước Hải, huyện Đất Đỏ cũng sống vào nghề biển. Tạo điều kiện cho gia đình anh Phương ổn định cuộc sống, đầu năm 2019, Hội Nông dân thị trấn Phước Hải cho anh vay 25 triệu đồng, đầu tư mua sắm lưới đánh bắt cá. Nhờ đó cuộc sống đã đỡ vất vả hơn trước. Còn nhỏ lớn tôi cũng làm nghề biển, nhờ thị trấn cho vay vốn 25 triệu. Nhờ cái số vốn tôi cũng làm ăn cũng hơi đỡ, đánh bắt cũng đỡ hồi xưa, cuộc sống cũng đỡ hồi xưa nhiều. Thị trấn Phước Hải, huyện Đất Đỏ có khoảng 400 hộ làm nghề đánh bắt hải sản bằng thuyền thúng, đò nan. Nghề này có ưu điểm là đánh bắt gần bờ, hải sản luôn tươi sống nên bán được giá cao. Tuy nhiên, để đánh bắt hiệu quả phải cần nhiều vốn đầu tư thay đổi ngư lưới cụ, nên các ngư dân thường gặp khó khăn. Triển khai đề án mua sắm ngư lưới cụ từ năm 2015 đến nay, Hội Nông dân thị trấn Phước Hải, huyện Đất Đỏ tạo điều kiện cho 95 lượt hộ vay hơn 2,2 tỷ đồng từ Quỹ hỗ trợ nông dân tỉnh. Qua khảo sát, đánh giá các hộ sau khi được vay vốn đều sử dụng đúng mục đích. Nói chung là các cái hộ là sau khi nhận được vốn đều sử dụng vốn là có hiệu quả, đúng mục đích. Đầu tư vào cái việc là mua sắm ngư lưới cụ, phục vụ đánh bắt để mà nâng cao cái hiệu quả sản xuất của ngư dân. Thì trên cơ sở đó thì cái hiệu quả mang lại thì bà con ngư dân, cái ngành nghề truyền thống thì có cái thu nhập ổn định, là giúp địa phương là giải quyết được cái vấn đề xóa đói giảm nghèo trên địa bàn. Phát huy hiệu quả đề án mua sắm ngư lưới cụ trong thời gian tới, Hội Nông dân thị trấn Phước Hải, huyện Đất Đỏ tiếp tục tạo điều kiện cho các hộ ngư dân tiếp tục nguồn vốn vay, tái vay những hộ làm ăn hiệu quả, tăng số tiền vay và thời hạn vay, giúp các hộ có điều kiện phát triển kinh tế gia đình. Tiếp theo là thông tin tại thành phố Bà Rịa. Thưa quý vị, câu chuyện tái chế giấy báo cũ, giấy lịch cũ thành túi giấy từ lâu đã không còn xa lạ với mọi người. Đây là mô hình hoạt động đơn giản, ý nghĩa, phù hợp với điều kiện của học sinh, nên ngày càng lan rộng. Tại trường trung học cơ sở Long Toàn, thành phố Bà Rịa, hơn 1.000 chiếc túi giấy dễ thương do học sinh làm đã được mang tặng cho người dân, các tiệm tạp hóa tại địa phương, nhằm lan tỏa thông điệp hạn chế túi ni lông, giữ gìn vệ sinh môi trường. Hành động nhỏ nhưng mang thông điệp đẹp này đã được phóng viên thời sự ghi nhận. Từ những tờ giấy báo cũ hay giấy lịch cũ, thông qua bàn tay khéo léo của các em học sinh, trong phút chốc những chiếc túi giấy đầy đủ kích cỡ màu sắc đã hình thành. Đây là một trong những hoạt động được duy trì nhiều năm qua tại trường trung học cơ sở Long Toàn, thành phố Bà Rịa. Hoạt động này đã được liên đội trường phát động tổ chức thành ngày hội tái chế giấy nháp, giấy báo thành bì đựng đồ thay cho bao ni lông, để các em có dịp sáng tạo, làm nhiều điều có ý nghĩa cho xã hội. Tụi con cảm thấy vui khi tham gia này, cái hoạt động này. Tại vì mấy cái số vật dụng này là thường thường ở nhà là bỏ đi, nhưng mà tự nhiên bây giờ thì làm được những cái đồ điều mà có ích như vậy thì tụi con thấy vui. Khác với mọi năm, năm nay, chương trình tái chế giấy nháp, giấy báo thành bì đựng đồ thay cho bao ni lông của trường trung học cơ sở Long Toàn còn có thêm hoạt động trao tặng túi giấy cho người dân địa phương và các tiệm bán đồ tạp hóa để lan tỏa thông điệp xanh. Chiếc túi này sẽ được gửi tới tay những các cô mà bán hàng để mà chúng ta có thể giảm bớt sử dụng ni lông lại. Cảm thấy rất là vui và cảm thấy là góp phần được bảo vệ môi trường để mà giảm bớt được ni lông của chúng ta. Dù thời gian nghỉ học kéo dài do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, nhưng đến thời điểm này, học sinh trường trung học cơ sở Long Toàn đã tái chế và trao tặng hơn 1.000 chiếc túi giấy như thế này cho người dân, các tiệm bán đồ tạp hóa gần trường và nơi các em sinh sống. Tại các nơi trao tặng túi giấy, các bạn nhỏ còn tuyên truyền về thông điệp xanh, hạn chế sử dụng túi ni lông để góp phần bảo vệ môi trường, qua đó được người nhận đánh giá cao. Cái này nó sẽ
làm cho môi trường nó sẽ phân hủy rất nhanh, có thể là rất gọn, tiện gọn đến tất cả chị em phụ nữ đi chợ. Cũng một cái sáng tạo, có nó mang một cái chất ý nghĩa mà rất đẹp, mà rất phổ thông mà rất là tiện ích cho mọi người để dùng. Bán nó nhiều những thứ mình không có sử dụng được cái bọc này, phải cần xài ni lông, thí dụ như bán đồ nước đồ thì phải xài bao ni lông chứ không bỏ vô đây được. Cái món đồ nhẹ đồ khô thì mình sử dụng cái này được. Giấy này thì người ta sẽ sử dụng lại được. Ni lông thì không. Bước sau nữa thì cái chương trình này vẫn được tiếp tục hàng năm. Và cái mong muốn của chúng tôi là không phải chỉ là dừng lại ở bảo vệ môi trường, làm cho môi trường xanh đẹp hơn mà còn là làm cho tâm hồn của các em học sinh đẹp hơn. Mô hình tái chế giấy báo thành túi giấy để bảo vệ môi trường là việc làm nhỏ nhưng mang ý nghĩa lớn của học sinh trường trung học cơ sở Long Toàn, nhằm góp phần chung tay xây dựng môi trường sống xanh, bền vững. Ngày 30 tháng 5, tại trường tiểu học Nghĩa Thành, xã Nghĩa Thành, huyện Châu Đức, Hội Liên hiệp Thanh niên huyện Châu Đức phối hợp câu lạc bộ thầy thuốc trẻ huyện và chi đoàn bệnh viện tâm thần tỉnh tổ chức ngày hội thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác, tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng. Với chủ đề vì một Việt Nam khỏe mạnh, các đoàn viên thanh niên y bác sĩ bệnh viện tâm thần tỉnh đã tư vấn khám phát thuốc miễn phí cho gần 100 người già neo đơn, gia đình chính sách trên địa bàn xã Nghĩa Thành, huyện Châu Đức. Hội Liên hiệp Thanh niên huyện Châu Đức cũng trao tặng 5 bồn rửa tay được tái chế từ vỏ xe cho trường tiểu học Nghĩa Thành, hướng dẫn rửa tay, tư vấn dinh dưỡng và kiến thức phòng dịch cho học sinh phụ huynh. Dịp này, hội cũng ra mắt đội thanh niên tình nguyện phản ứng nhanh phòng chống dịch bệnh trên địa bàn huyện. Chi phí thực hiện chương trình ngày hội khoảng 20 triệu đồng do Hội Liên hiệp Thanh niên huyện Châu Đức và Hội thầy thuốc trẻ huyện vận động từ các nhà hảo tâm, doanh nghiệp tài trợ. Theo báo cáo của Ban quản lý các khu du lịch thành phố Vũng Tàu, từ đầu năm đến nay, các bãi tắm khu du lịch trên địa bàn đón hơn 1,3 triệu lượt khách tắm biển, giảm hơn 51% so với cùng kỳ. Lực lượng cứu hộ thuộc Ban quản lý các khu du lịch thành phố Vũng Tàu, hợp tác xã các khu du lịch biển đã cứu 239 trường hợp tắm biển lọt ao xoáy, đồng thời phối hợp với Trung tâm hỗ trợ khách du lịch tìm kiếm trao về gia đình 106 trẻ đi lạc. Du khách đến tắm biển tại thành phố Vũng Tàu không đông như mọi năm do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19. Nhưng công tác vệ sinh môi trường, nhất là công tác đảm bảo an toàn cho du khách vẫn được ngành chức năng của thành phố coi trọng. Hiện tại thời tiết bắt đầu chuyển mưa nên để đảm bảo an toàn cho khách tắm biển vui chơi, Ban quản lý các khu du lịch thành phố Vũng Tàu thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở các khu du lịch bãi tắm, hợp tác xã tăng cường lực lượng cấp cứu thủy nạn trực trước 7 giờ và sau 17 giờ hàng ngày. Yêu cầu các khu du lịch bãi tắm trang bị phao bơi có dây an toàn và hướng dẫn khách sử dụng. Cắm biển bản cảnh báo ao xoáy, dòng chảy nguy hiểm. Tiếp tục tuyên truyền thực hiện công tác phòng dịch COVID-19. Chương trình Hội nhịp phát triển trưa nay đến đây xin được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình bản tin thời sự tiếp theo.